Anh ơi, hôm nay mình đi ăn ở đâu anh? Mình đi ăn ở quán Minh Ký đi em. Ở đó có gì ngon không anh? Có chứ em, cơm tỏi bò filet mignon rất ngon mà chỉ có 7 đồng 95. Em nghe nói là các loại mì khô và mì nước ở quán Minh Ký cũng rất là ngon. Đúng rồi em, mì gà quay, mì nam vang, cơm cánh gà chiên nước mắm, mỗi món chỉ có 4 đồng 95. Ừ, em còn biết là ở đó còn có đủ loại phở bò mà chỉ có 3 đồng 95 mà thôi. Em biết không, ngoài ra ở đó còn có gỏi xoài khô mực, gỏi xoài ốc hương và nhiều món khác nữa. Quán Minh Ký 714-839-8734, 839-8734.